Xin chào các bạn. Rồi. Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình và anh Jet đi tới siêu thị H Mart. Là theo như mình biết đây là siêu thị của người Hàn Quốc nha các bạn. Lần đầu tiên mình đi để xem thử bán cái gì nha. Vải. Đây là gì? Mít. Mít vải. Đây là gì? Dưa hấu. Dưa. Cái dừa này mắc lắm nha, một cái dừa này là tới 60-70 ngàn một trái rồi. Hồng nè, hồng cái lần đầu tiên đi tới cái siêu thị này. Cái này là giống như đường tin gì ta. Và mấy ngày một hộp. This, right? Yeah. I'm gonna get one of this. Pink thing stuff that I put with chicken. Like the bag. Yeah. Các bạn nhìn thấy cái bông cải nó bự chưa? Mình muốn mua cái gia vị mà để nấu gà. Gan rửa cái tay của mình luôn á các bạn. Ở chợ. Kinh khủng biết chưa? Đây là vịt sống nha các bạn, 60-70 ngàn gì đó, nửa ký đó, vịt rất là tươi. Đây là quầy thịt nha các bạn thấy rất là nhiều loại thịt khác nhau luôn đó. Còn ở trên này là huyết nha các bạn, đó blood nè, huyết đó.
Còn bên đây là có kim chi nha các bạn. Đó. Kim chi với thịt người ta đã ướp sẵn luôn cho mình rồi đó. Chỉ mua về là mình nấu thôi. Bên đây là người ta ướp sẵn xong người ta vô hộp cho mình luôn. Đó. Các bạn mua về là chỉ có việc nướng lên hoặc là nấu kiểu gì đó, chế biến và ăn thôi. Bên đây là bánh mochi các bạn. Các loại bánh nè. Rất là nhiều loại bánh luôn. Rồi qua tiếp bên đây là quầy tôm khô rồi cá khô, mực khô nè các bạn. Đó. Bạn thấy rất là nhiều luôn. Các bạn thấy cái con cá cơm khô của người Hàn Quốc á, rất là nhiều. Đây là cái bịch rong biển các bạn. Nó rất là to luôn. Đó. Anh Chết anh kêu cái này như là cái gối nằm vậy đó. Nó to, cái này là 13 đồng. 13 đồng một cái gói đó đó. Là khoảng tầm 260-270 một cái gói đó các bạn. Còn đây là bên này là cá cơm. Cá cơm khô. Mình chết cho coi cái dry anchovy là cái cá cơm khô nhỏ. Bên này là quầy sushi rồi đây có bạch tuộc luộc rồi nè các bạn. Đó. Bạch tuộc này người ta luộc rồi các bạn chỉ cần cắt ra và ăn thôi. Đây là quầy sushi, có cá ngừ, cá hồi, các kiểu bên này đó. Bên này là quầy chả cá nha các bạn. Đó, chả cá. Bên kia là quầy đồ tươi sống. Hôm qua coi thì có gì nha. Đây mình thấy có giống như là nghêu hả? Nghêu rồi ốc. Rồi con đó là con bào ngư nè. Bên này là ốc cái gì ta? Ốc vòi voi, đúng rồi, ốc vòi voi. Còn bên này là snow crab. Chắc cua tuyết các bạn. Yeah. Cua tuyết. Bên này mình có mực nè, rồi có thịt ốc nè, có bạch tuộc nè, có tôm nè. Tôm đó là tôm đỏ tự nhiên nha các bạn, chưa có nấu đâu. Nó rất là to luôn á. Bên này mình có bạch tuộc còn tươi á các bạn. Đó, họ đông đá hết rồi. Cái đó là khoảng 130-140 gì á, nửa ký. Đó. Tôm hùm nè. Tôm hùm là 13 đồng 99, chắc nửa ký quá. 270 nửa ký. Đó, cua nè các bạn. Cua này. Đó. Dunkin' Crab là 17 đồng 90, 17 đồng một ký, nửa ký. 17 đồng nửa ký rồi cá. Các bạn thấy con cá monkfish đó, 3 đồng 99 nửa ký đó. Cái con cá, cái thịt của nó lạ lắm, nó sực sực giòn giòn chứ nó không có mềm như thịt cá bình thường. Đó, rất là nhiều loại cá bên này nữa ha. Nó có cả cá hố luôn nữa. Qua bên này là quầy đồ ăn sẵn nha các bạn. Các bạn thấy có tteokbokki nè, đó, bánh bột gạo nè. Rồi trứng cuộn, rồi kim chi nè, rất là nhiều loại luôn đó. Ôi con mực này nó bự quá trời bự nè các bạn. Đó. 13 đồng 99 một pound nha các bạn. Một pound là nửa ký đó. Là khoảng tầm 260-270 gì ngàn nửa ký. Con mực này cũng bự quá nè. Cả người ta đông đá hết các bạn. Đây là cá nè. Cá đó là 2 đồng 99 một pound đó, là nửa ký. Đó, khoảng 6-70 ngàn gì nửa ký cá đó các bạn. Cá đó là từ Việt Nam nha. Cá đó là làm từ Việt Nam đó.
Còn cái này là, để mình coi. Còn cái mực này là từ Hàn Quốc các bạn. Nó có đã xuất xứ cho mình coi hết. Và bên đây các bạn thấy là đồ người ta nấu sẵn rồi. Có cá cơm nè, cá cơm có rất nhiều loại luôn, rất là ngon. Rồi đó, cá cơm rất là ngon các bạn. Kim chi, rồi rong biển đồ đó. Mực nữa các bạn, đậu hũ nữa nè. Này, cái này là rong biển nha. Rong biển rất là ngon luôn. Bên này là các loại súp miso rồi đó. Gia vị, cái này kim chi tiếp. Rất là nhiều loại kim chi các bạn. Đó. Một chút nữa mình sẽ quay lại mình lấy đồ. Sẽ mua đồ sau, mình đi một vòng cho các bạn xem trước. Mấy cái ba bên đó đó, đó là gạo nha các bạn. Gạo không á. Rồi bên đây là quầy, cái quầy mỹ phẩm. Là quầy bột, bột chiên, bột đồ đó. Một bên là mỹ phẩm, một bên là bột chiên nè các bạn. Chiên, bột bánh xèo, bột làm bánh đó, rất nhiều loại luôn. Bên này là quầy, tiếp tục quầy nem các bạn. Oh wow. Là giống như là sốt ớt á các bạn, tượng ớt của Hàn Quốc á. Đó, các bạn thấy rất là nhiều luôn. Ở siêu thị Lotte với lại siêu thị Imac đồ đó, mình thấy ở Sài Gòn nhiều lắm. Bán mấy cái gia vị nem này, mấy siêu thị Hàn Quốc bán nhiều lắm các bạn, cũng y như vậy nè. Đó, thấy nhiều ra chưa? Bên này có luôn cả nước mắm Chinh Su, nước mắm Nam Ngư nha các bạn. Đó. Rồi, bên này là quầy gì đây? Đây là quầy bột ớt. Bột ớt Hàn Quốc. Các bạn thấy nó bự ghê chưa? Vịt rất là to luôn á. Gia vị nêm. Bên này cũng là gia vị nêm luôn nha các bạn. Đó, mình cũng không biết nữa, nhiều loại quá mình cũng không biết là nêm cái gì với cái gì luôn. Bên này là mấy cái giống như là viên gia vị nêm sẵn á, ví dụ cà ri hoặc là gì mình chỉ cần bỏ vô là khỏi còn nêm nếm gì nữa. Đó. Tiếp tục mình đi qua quầy bên này. Đây, bên này chỉ là bánh kẹo thôi các bạn. Rất là nhiều gạo luôn. Các bạn thấy từng bao bên này là mì nè. Này mochi với kem. Cái này là mochi đó các bạn. Mochi là mấy cái bánh gạo của Nhật Bản á. Bên trong nó có kem ở trong đó. Cái đó là vị red beans, là vị đậu đỏ nè. Và strawberry dâu nè. Đó. Nó có rất nhiều loại vị luôn. Cái đó là nước dừa các bạn. Nước dừa họ đóng chai, đóng lon hết rồi. Mình chỉ cần mua về là mình nấu thôi. Còn bên đây là quầy bánh bao. Quầy bánh bao không biết ai lấy ra bỏ ra đó. Rồi đây bánh bao. Bánh bao nhiều vị rất là lạ luôn á. Mình chưa thấy mấy cái này bao giờ hết á. Cái này là cái gì đây? Chắc chả cá quá. À bên đây trà sữa nè.
black sugar milk tea, trà sữa đường đen đó các bạn. Bên kia quầy đá nè là bánh pancake của người Hàn Quốc các bạn. Còn đây là, để mình coi, đây là bánh gạo đậu phộng à, này cũng chưa thử bao giờ biết vị nó sao, chắc nó có nhân đậu phộng ở bên trong á. Bên đó cũng là cái bánh gạo luôn á các bạn, mà nó có nhiều vị khác nhau đó, nó nhiều luôn nè. Này nhìn giống như kiểu bánh trôi nước của mình vậy á. Này là quầy đông đá hết rồi. Bên này là quầy đông lạnh nè các bạn đó. Thấy cá đồ này nọ ta đông lạnh hết luôn. Bạch tuộc cũng đông lạnh luôn các bạn. Là nước uống. Này là gì đây? Này giống như vẹm xanh hả? Vẹm xanh hay sao? Ruộng con biển. Là ít như chi. Con kẹo như chi. Như chi đậu đỏ rồi như chi. Lúa mạch hả? Dạ. Như chi gì mà quá trời chị em vừa lại. Cái này là hoa li li khô. Ta bán trà sữa nhiều nha các bạn. Nó làm khô lại. Cái này là cái gì khô đây? À, cái này là hoa violet khô nè. Nhiều loại hoa khô lắm nha. Trời, rong biển. Trời, rong biển luôn. Mình chết kêu là tao trên khai sập si gì. Nhiều loại rong biển lắm. Rong biển quá trời. Nó. What is this? Honey? Oh. Nhiều loại nước ống nè các bạn. That's a honeycomb in there. Ông này nó còn cái tổ ở trong này luôn nè. Tổ ong trong này. Chew on. It's yeah. Like wax and chew on it. Yeah. Mình chết kêu nhai cái đó nó ngon. Nó ngọt dữ. Ok. Rồi chị là hết cái chợ đó. Chỉ review tổng quan như vậy thôi nha. Wow, this is a big bowl of noodles. I know. This that's one, thing, yeah, cái này là cái lẩu tự sôi á các bạn. Các bạn đổ mì vô xong rồi vô cái tô xong rồi nó có cái gói á, xong mình đổ nước lọc vô là nó tự nó sôi lên là mình ăn luôn, không có cần nấu bếp gì hết. 160, 170 gì hai con nhỏ xíu. Okay. 90.000 6 con miếng. Hands, this is hands. Nào mình làm một cái video quay làm con gà đó ăn thử, chưa ăn thử. What is this?